cặp trà tứ quý, trà bốn mùa, trà kép nhá bạn nhá. Trà này là trà của Trung Quốc nhá bạn nhá. Nhưng mà bạn nhìn thấy cây trà rất là khỏe và đẹp luôn ạ. Cây cao khoảng tầm 60 cm, và hai nữa là tán và rất là nhiều nụ. Đang có một bông hoa đây ạ. Cây thấp thân được khoảng hơn 5 cm nhá bạn nhá. Các bạn có nhu cầu mua cặp trà tứ quý cây này ạ, và một cây này nữa. Đây, cây nữa đây ạ. Đang lập non đẹp. Có cả nụ nữa. Thì vui lòng liên hệ sớm nhé bạn nhá. Ngoài ra thì nhà mình còn một cái cây trà tứ quý cánh đơn, rất đẹp và nhiều nụ đây ạ. Ai, chi chít nụ đây. Cánh đơn đây ạ. Cây này thoát thân được khoảng tầm 15. Chiều cao của cây thì khoảng tầm 80 cm. Các bạn có nhu cầu thì alo nhá.